bệnh thì giờ nấu ăn thôi chứ còn đi tìm. Thịt heo xào với đạo với mang nha. Không đi mua đồ ăn sáng được phải nấu cơm ăn buổi sáng luôn cả nhà ơi. Canh đậu dành đỏ nó có tôm nhà thì có gì ăn nấy mọi người ơi, chứ dịch thì không đi ra ngoài được mọi người ơi. Theo chỉ thị 16 cầm để cho đẩy lùi Covid cả nhà cũng tốt thôi mà. Hy vọng là đợt này sẽ cho dịch nó tiêu tan biến mất của Việt Nam mình và thế giới mình.